Cuộc đời của thi sĩ Huyền Chi, tác giả bài thơ Thuyền Viễn Xứ, những chuyện tình giờ mới kể. Lúc sinh thời, Phạm Duy rất tâm đắc tác phẩm Thuyền Viễn Xứ, mà ông phổ nhạc từ bài thơ của một thi sĩ ẩn danh, bút danh Huyền Chi. Huyền Chi là ai và cô đang ở đâu? Tôi đã gặp Phạm Duy lúc ông về Việt Nam trong ngôi nhà khá vắng người. Ông nói, bài nào viết ra tôi đều thích cả, nhưng trong đó Thuyền Viễn Xứ là một trong những bài tôi thích nhất. Tiếc là tôi không gặp lại được tác giả bài thơ hay đó. Nói về thơ và nghệ thuật làm thơ, nhà thơ Huyền Chi cho biết, tôi thích tất cả các nhà thơ. Trong thơ, tôi rất trọng phần điệu, không có bài nào của tôi không có điệu. Có người hỏi tôi thế nào là bài thơ hay, tôi nói rằng ý thì nhiều, mà không có phần điệu thì bài thơ vẫn phải là bài thơ hay. Trong thơ phải có nhạc, không có phần điệu. Thơ chỉ như câu văn ngắn, không phải thơ, có phần điệu mới có nhạc, có thơ. Một đời ẩn dật, có một vài bài báo viết về tác giả Huyền Chi, nhưng việc gặp được bà không hề dễ dàng, bởi hầu như chưa bao giờ thấy Huyền Chi xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc hay thơ văn nào mấy chục năm qua. Một lần tình cờ, một nghệ sĩ nhiếp ảnh là con người bạn của bà Huyền Chi nói với tôi về tác giả Thuyền Viễn Xứ. Theo mình biết, cô Huyền Chi vẫn làm thơ, nhưng cô ấy không xuất bản. Nhờ các sự giới thiệu, tôi đã tìm gặp được tác giả bài thơ, đã trở thành lời nhạc đi vào lòng nhiều thế hệ. Nhưng vừa gặp cô đã bảo, tôi chẳng có gì mà kể cả đâu. Rồi câu chuyện trở nên nóng hơn xung quanh tập thơ duy nhất ấy. Cô bảo, từ năm 1975 tới nay, tôi thất lạc tập thơ của mình và cũng chẳng hy vọng một ngày lại nhìn thấy nó. Sau khi chồng tôi mất, tôi buồn lắm. Các con tôi bảo tôi nên chơi Facebook. Tôi vào thế giới ảo, không lấy tên thật, nhưng có đưa tác phẩm của mình lên. Ấy thế mà một số bạn đọc nhận ra tôi và họ tự mình gửi tặng tôi một bản photo tập thơ của mình. Tôi không còn gì sung sướng hơn khi hơn 40 năm mới nhìn lại tác phẩm tâm huyết của cuộc đời mình, dù chỉ là bản photo từ giấy in rất xấu thời đó. Tác giả Huyền Chi năm nay đã 84 tuổi, cô vẫn dạy anh văn một cách để rèn luyện trí nhớ. Theo cách cô nói, cô vẫn làm thơ, viết hồi ký, nhưng không phải để in mà là để ghi lại những nỗi lòng mình. Cầm tập thơ của mình trên tay, cô lật dở cho tôi đến trang thơ in bài Thuyền Viễn Xứ. Giọng đọc của cô du dương phần điệu, nhưng rất khúc chiến, mạnh mẽ. Lòng già mong con. Những năm 1951-52, lúc ấy cô làm thư ký tòa soạn một thơ cho một tờ báo cô vừa làm vừa học. Lúc đó cô có in tập thơ đầu tiên. Thình lình ông Phạm Duy vào, ông ấy quen bà chủ nhà in. Bà ấy giới thiệu, cô mới đưa cho ông tập thơ vừa in xong. Ông Duy mới nói cô viết ký tặng cho ông ấy, và sau này ông thích ông sẽ xin phép phổ nhạc. Đó cũng là lần gặp gỡ duy nhất giữa hai chúng tôi. Tác giả Thuyền Viễn Xứ kể về những ngày tháng lúc cô mới 18 tuổi và từ bỏ tiền ra in tập thơ đầu tiên. Một nhà thơ nữ mới 18 tuổi đã in thơ, phụ trách một thơ của một tờ báo là chuyện khá hiếm. Và những năm 1950, thi sĩ Huyền Chi yêu thơ từ nhỏ, 7 tuổi đã biết chép thơ rồi. Cô nói, bố cô làm giám đốc họa xa ở ba tỉnh, ông tên Hồ Văn Ánh. Cô quê gốc Bắc Ninh, sinh năm 1934. Khi ấy, ông cụ do công việc duy trì đường họa xa, ông đi từ Bắc vào Nam, đi tỉnh này mấy năm, qua tỉnh khác mấy năm. Xin cô ở Sài Gòn, mà gia đình thì ở Phan Thiết. Ông cụ yêu thơ, nên đặt tên các con là Nghiên, Thư. Đến cô con gái nhỏ này, ông đặt tên là Hồ Thị Ngọc Bút. Cô bảo, khi làm thơ, ban đầu tôi lấy bút danh Khánh Ngọc, sau đó lấy bút danh là Huyền Chi. Cuộc đời gia đình cô ly tán như biết bao gia đình. Thời kỳ chống Pháp, cô kể, cha cô về Bắc và chết ngoài Bắc năm 1947. Ngoài Bắc khi ấy, còn bà nội ở Bắc Ninh, bà hấp hối, kêu cả nhà về. Lúc đó anh của cô bị bệnh, má cô nói là để về sau, để chồng ra Bắc trước. Ngoài Bắc có chiến sự giữa Việt Minh và Pháp, cha không vào Nam được. Năm 1954, cha viết thư và bảo, mình, má cô phải về, con thì đứa nào về được thì về. Lúc đó mình má cô về Phù Lưu, Bắc Ninh. Sao ông cụ mất trước, bà cụ mất sau, còn cô thì ở lại Sài Gòn. Cha mẹ mất mà không nhìn thấy mặt. Về bài thơ, tác giả cho tâm sự, tôi buồn mà viết bài đó trước khi song danh chia đôi đất nước. Cô viết khoảng năm 1951, năm 1952. Đà Giang là mình tưởng tượng thôi, chứ lúc viết thì không ra bắt được. Hồi đó chính trị khó khăn nên mình không nói rõ hết mọi sự về thân phận của cô là người gốc Bắc. Có người nghe bài hát của Phạm Duy phổ nhạc, hỏi rằng Cổ Lý có phải là một địa danh ở Bắc không? Xin thưa, Cổ Lý chỉ có nghĩa là quê xa thôi. Phù Lưu, Bắc Ninh mới là quê của tôi. Lúc nhỏ vì bố làm nghề họa xa, nên năm nào cũng được ra Bắc nghỉ hè về quê. Trong bài hát có hình ảnh, mái đầu bạc là mô tả mẹ của cô.
Xá mùa mưa gió phủ phàng, bến sông quay lại hướng làng nẻo xa, lẻo nhỏ như nước sông Đà, mái đầu xương tiếc mẹ già mong con. Cô Hiền Chi trầm ngâm, sau khi nhận thư của bố tôi bảo má tôi phải ra Bắc, bà đã bỏ xà phải trong chợ Bến Thành ra với chồng. Kể từ đó tôi một thân một mình ở Sài Gòn, thương cha nhớ mẹ, một mình lủi thủi nơi đất khách quê người. Tôi lập gia đình và bỏ luôn nghiệp làm thơ, vì phải bận rộn cùng chồng nuôi 7 đứa con dại. Một đời ẩn dật. Năm 1954, Thi Sĩ lập gia đình khi mới đôi mươi. Chồng nhà giáo trông con phải giúp chồng làm kinh tế. Cô mở hiệu sách bán và dạy anh văn. Trong cuộc đời ta, ai cũng muốn trở thành người nổi tiếng. Và nổi tiếng đôi khi cũng có nhiều cái lời. Hiền Chi không nghĩ như vậy. Cô bảo tôi rất sợ hư danh, tôi không muốn nổi tiếng. Sau khi Phạm Di phổ nhạc, bài hát rất nổi tiếng. Những bản in của bài hát được bán khắp nơi. Ai cũng hỏi Huyền Chi là ai. Tôi không bao giờ xuất hiện và tôi cũng không nhận một đồng tác quyền nào từ bài hát này trước năm 75. Mặc dù tôi biết rằng số tiền nhuận bút khi ấy rất lớn, Phạm Di không tìm được tôi, nên trên nhiều bài in của bài hát ấy có ghi dòng chữ Phạm Di nhắn gửi: Huyền Chi, cô ở đâu? Tôi nói với cô Huyền Chi rằng khi Phạm Di còn sống, trong vài lần trò chuyện cùng tôi, ông cũng nói rằng bài Thuyền Viễn Xứ là một trong những bài hát mà ông viết ra rất nhanh, cảm xúc và rất yêu thích, tiếc rằng không gặp lại được tác giả bài thơ. Cô Huyền Chi tủm tỉm cười gật đầu bảo: Tôi biết nhạc sĩ Phạm Di đi Mỹ rồi trở về định cư ở Việt Nam. Thông qua một người bạn, ông ấy viết thư cho tôi, bày tỏ ý định muốn gặp lại tôi. Nhận được thư đọc xong, tôi xếp vẳng vào thùng rác. Tôi không muốn gặp ông ấy, hay đúng hơn là tôi không muốn trở thành một người nổi tiếng làm gì. Cuộc đời của Thi Sĩ Huyền Chi thật không dễ dàng. Sau khi lấy chồng, cô phải làm đủ thứ việc để nuôi con và không làm thơ nữa. Sau năm 75, cô được ông anh cho một ít ruộng để làm mưu sinh. Bởi khi ấy không ai cho dạy thêm dạy kèm, cô bảo: Vì chúng tôi có ruộng nên không vào diễn được cắp gạo. Tiếng có ruộng mà có ai biết cái trồng gì đâu. Trong nhà có lúc không còn gì ăn. May rồi cuộc sống cũng dần thay đổi, tôi lại được đi dạy anh văn ở các trung tâm. Từ đó cuộc sống dần qua lúc cùng cực. Tuổi 84, cô Huyền Chi vẫn đọc vẫn viết, như thỏa mãn niềm đam mê đã bị bỏ lỡ một thời. Cô bảo: Tôi viết thơ và đăng trên Facebook của mình, nhờ thế mà tôi tìm được đứa cháu ở bên Pháp sau 40 năm không gặp. Nó về Việt Nam nhiều lần tìm tôi, đăng báo tìm tôi mà không gặp nhau. Nhờ mò mẫm trên mạng mà nó tìm ra tôi. Cũng nhờ tôi đăng lại bài Thuyền Viễn Xứ trên Facebook, nhiều người vào bình luận mà nó tìm được tôi. Người cháu ấy là con anh trai của cô Hiền Chi. Người anh trai đã mất từ lâu. Đứa cháu chỉ biết thông tin về cô của mình chính là tác giả bài thơ Thuyền Viễn Xứ. Cứ thế mà nó mò mẫm tìm cô. Lúc tôi tới gặp cô, người cháu cũng đang ở Việt Nam. Cô Huyền Chi vui vẻ bảo: Cháu tôi đã có cả quốc tịch Pháp và Việt Nam. Nó rất hay về Việt Nam thăm, ở cùng tôi. Tôi rất vui vì nhờ bài thơ Thuyền Viễn Xứ mà cô cháu tôi đã tìm được nhau gần nửa thế kỷ thất lạc. Cô nói từ ngày thầy mất, suốt nhiều năm cô lặng lẽ âm thầm ra vào một mình. Con cháu mới bày cô làm Facebook cho vui, để trong gia đình người trong nước kẻ ngoài nước từ từ trao đổi trò chuyện cho thuận tiện hơn. Cô học rất nhanh vì cô vốn là cô giáo dạy tiếng Anh, xưa đã quen với mấy chữ 10 ngón các thứ. Vậy là Facebook Khánh Ngọc ra đời. Bạn bè tìm lại nhau sau 60 năm trời xa cách, rồi học trò, rồi độc giả khắp nơi khuyến khích nên cô viết nhiều, viết nhanh, rồi nay còn in ra sách nữa. Văn cô mượt mà, chuyện kể chân thành, đầm thắm được chia sẻ nhanh chóng trên mạng. Những hình ảnh xưa của cô bót lại khiến cho nhiều người giật mình. Cô đẹp quá. Sau thời đó, một người phụ nữ 7 con, 35 tuổi mà dịu dàng đoan trang, tươi mát đến vậy khiến ngay cả nhà văn Nguyễn Đông Thức cũng kêu lên: Giá mà hồi đó sanh sớm nửa thế kỷ được gặp cô cũng không thể không mê. Mình có lợi thế là học trò của thầy Tường 65 năm về trước, và cũng lại là người mà cô bảo cô là fan từ lâu, nên dù mới gặp lần đầu vẫn không hề xa lạ. Mình biện lựa lời hỏi những chuyện tình mà cô chưa từng nói với ai, cũng không viết hết được trong sách. Chuyện đầu tiên dĩ nhiên là chuyện tình của thầy cô. Mình không lạ gì tiếng tăm của thầy cô ở Phan Thiết một thời. Mấy bạn học kể hôm nào thầy vào lớp chửi học trò, nhăn nhó với học trò là có chuyện ở nhà, thầy ghen khủng khiếp. Có lần thầy bảo: Tôi mời vợ tôi có sao không, khi hai ông bà dắt tay nhau dung dăng dung dẻ ngoài phố. Lũ trẻ con chạy theo kêu: Ông tay bà đầm, ông tay bà đầm. Bởi thời đó vợ chồng thường đi cách nhau mấy bước, có ai dám nắm tay ôm eo như vậy đâu. Rằng cô không hề để ý đến thầy, lúc 15 tuổi cô đã có nhiều bài thơ và còn làm biên tập thơ cho một tờ báo phụ nữ thời đó. Lúc 17 tuổi, ông Si, một người Pháp mê cô, xin cưới, cô từ chối. Vậy mà đến năm cô 76 tuổi, khi thầy mất,
vợ ông Si cũng đã mất, ông còn quay lại xin cưới, cô lại từ chối. Mới lớn, mẹ cô bắt cô phải lấy một đại gia giàu có. Làm xuất nhập cảnh, ông này đi hỏi cô 8 lần, cô cương quyết từ chối. Mình mới lớn biết làm thơ, ít ra cũng có chút lãng mạn, gì chứ lẽ nào lại lấy một ông nhà giàu, chỉ biết làm xuất nhập cảnh. Rồi cô tình cờ đến học thêm ở lớp tiểu học thầy Tường đang dạy, nhưng thầy đã vừa xin nghỉ để về Sài Gòn tiếp tục học lên. Vậy mà sau này, thiên hạ còn kêu học trò lấy thầy giáo, thực tế cô có học ngày nào với thầy đâu. Lúc giúp mẹ bán hàng phải ở chợ Bến Thành Sài Gòn, có một ông nào đó mê cô, lẻo đẻo làm thơ cả tập để tặng cô. Ngày nào cũng có thơ mà cô chưa bao giờ biết mặt. Một lần cô đi cắt tóc về, ông làm thơ than khóc cho mái tóc từ nay đã bỏ vào mỹ viện tiệm cắt tóc. Cô vẫn không biết ông là ai. Nhưng khi cô lấy chồng, cô gửi ông bài thơ cuối cùng để kỷ niệm. Từ đó bạc tinh, một người khác nữa ở Huế, cũng chỉ quen nhau qua văn thơ, cũng chưa hề biết mặt. Nhưng chính ông này đã in cho cô tập thơ đầu tay, tập cởi mở. Đến lúc cô lập gia đình, ông gửi cô bài thơ cuối cùng. Và rồi cô cũng gửi ông bài thơ cuối cùng, 16 khổ. Ai ngờ ông còn giữ đến bây giờ. Năm trước có người thanh niên chừng 45-50 tuổi ở nước ngoài về đến tìm cô. Do hỏi đủ thứ, sao mới nói là con của ông Tê. Nay đã gần 90 tuổi, nhờ anh gửi lại cô bài thơ cuối cùng, cô đã viết tặng ông 65 năm trước, dặn về Việt Nam phải bằng mọi cách tìm được cô để trao lại bài thơ này. Bây giờ các con cô hay hỏi sao mẹ đi lấy chồng cứ làm hết bài thơ cuối cùng cho người này rồi lại bài thơ cuối cùng cho người khác vậy. Ở Phan Thiết còn có ông L ở dãy phố Lầu 30 căn, ngày nào cũng ở trên lan can nhìn cô đi học qua lại. Ông L là bạn của thầy Tường, thầy kêu ông viết thư cho cô đi, rồi thầy sẽ trao dùm cho. Nhưng ông không dám viết. Sao ông lên khu được tin cô lấy chồng, ông có viết mấy dòng chúc đôi yên ương hạnh phúc. Thầy Tường thì bà mẹ cô cương quyết không cho gặp, không cho cưới hỏi gì cả, lý do nghèo quá. Một lần thầy viết thư cho cô cảm động gửi thầy bài thơ Lục Bát. Từ đó thân nhau khi đã thâm thiết. Mỗi lần thư cho thầy, cô viết cuối thư hôn anh thật kiêu. Thư lọt vào tay ông bố thầy, ông nói hôn anh được rồi còn thật kiêu nữa. Từ đó thầy dặn bưu điện Phan Thiết đừng đưa thư về nhà, để thầy ra bưu điện nhận trực tiếp. Thầy mang thư ra vườn hoa, lầu nước mà đọc. Thầy nói đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời của thầy. Có lần thầy mang tặng cô bó hoa, cô trang trọng cắm vào bình, đặt lên bàn. Lúc học về, thấy bó hoa đã bị ném vào giọt rác. Thì ra bà mẹ rất bực mình. Thế rồi, làm sao thầy cô đến với nhau được? Lúc đó thầy đang học dược, thì bỏ, nộp đơn xin đi dạy học ở Phan Trang. Có bằng tú tài thời đó, giữ được cái trường nhận cho dạy. Thầy viết một bức thư rủ cô đi với thầy. Bức thư cô để quên trên bàn học, bị bà mẹ bắt được, đành phải cho thầy cưới cô, vì nếu không nó bỏ nhà trốn đi thì mang tiếng. Nghe nói thầy ghen lắm có đúng không? Phải, thầy ghen nổi tiếng. Thầy phải tả xung hữu đột, đánh nam dẹp bắt nhiều phen, nhiều lần đột xuất kiểm tra giám sát cô. Khi cô đi làm, lúc nào thầy cũng đích thân chở cô đi. Thiên hạ thấy thầy già mà cô trẻ, có lúc tưởng thầy có bồ nhí. Thiệt ra thầy với cô đã có 5 đứa con rồi chứ, nhưng cô càng trẻ càng khỏe càng trẻ ra. Thầy chỉ hơn cô 6 tuổi. Khi thầy bị động viên, thầy còn kêu ráng đẻ thêm một đứa đủ 6 để được miễn. Sau cùng thầy cô có 7 em. Cô cười, mình hỏi bài thơ Thuyền Viễn Xứ, cô làm có phải định theo ông Tây sang Pháp không? Có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường không? Thời cuộc lúc đó, kẻ Nam người Bắc chiến tranh căng thẳng, đất nước phân ly, còn Đà Giang chỉ là tưởng tượng thôi. Rồi cô cười. Cô bắt chước anh Khuyên trong sách, luôn giữ nụ cười, yêu thương người ta, luôn biết ơn, vì thế mà trẻ lâu trí óc sáng suốt. Vì sao thầy ghen dữ vậy? Cô trả lời ngay, vì đẹp, vì khéo léo, dịu ngọt, hiền lành. Mấy đứa con nói, má phải giữ lên chớ, sao để ba ăn hiếp hoài vậy, má phải ghen ngược cho ba sợ, mà có gì đâu để ghen.